Thưa quý vị, ngày hôm nay, cùng với sự đồng hành của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề điều trị dặn da lâu năm giúp chị em tìm lại sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Bởi vì nói đến cái chủ đề dặn da thì tôi cũng có những cái vùng dặn da rất là khó nói và khó chịu vì nó. Và theo cái quan điểm suy nghĩ của tôi thì tôi thấy rằng là sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng thì không chỉ phụ thuộc vào những cái kỹ thuật lâm trận, đó có thể còn là những cái yếu tố khác. Với nhiều phụ nữ, cái vấn đề là mất tự tin vì làn da không được đẹp và mềm mại, mịn màng như là thời trẻ trung thì nó cũng là một cái yếu tố tác động không nhỏ. Vậy bác sĩ có thể cho chúng tôi biết rằng là quá trình dặn da nó diễn ra thế nào thưa? Vâng, chúng ta biết rằng là vấn đề cuộc sống thăng hoa của hai vợ chồng nó cũng phụ thuộc rất nhiều yếu tố, từ tình cảm, từ những vấn đề về tinh thần, rồi những vấn đề về hình thức. Tôi nghĩ rằng là những cái vẻ đẹp mà từ bên ngoài phải đóng một cái vai trò không nhỏ trong cái việc mà để giúp cho cái tình cảm thăng hoa. Và chúng ta biết rằng là đối với những cái làn da ở mặt này, làn da body này, đặc biệt là làn da ở vòng 2, thì thấy rằng là nếu là một cái bụng phẳng, căng mịn thì bao giờ cũng cái sức hấp dẫn đối với của người phụ nữ và đối với người nam giới thì bao giờ cũng sẽ nhiều hơn. Là một làn da chảy xệ rồi những cái vết dạn nhằng nhịt thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là một điều mà là giảm bớt đi cái sự ham muốn, cái sự thích thú của đối với người đàn ông đối với những cái ham muốn về tình dục đối với người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn là mình có cái bụng căng phồng và căng phẳng, và đặc biệt là làn da rất là mịn màng. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều mà rất là ai cũng mong muốn như vậy. Tuy nhiên là làn da chảy xệ hay là những cái vết mà dạn da đấy là những cái đường mất màu hoặc nâu sẫm để lại những vết lõm xuất hiện ở vùng bụng, mà chúng ta thấy là nó xuất hiện những cái vết mà nó nhăn nhịt như những cái cành cây, người ta mô tả như vậy. Và dạn da xuất hiện khi mà cái lượng của cơ thể, khi mà đối với người phụ nữ mang thai, có thể tùy theo từng cái tháng, có thể có những người bắt đầu khác nhau, có những người bắt đầu từ tháng thứ tư, nhưng có những người bắt đầu từ tháng thứ năm, thì cơ thể đột ngột do cái sự tăng cân nó bất bình thường, và do đó thì cái da bị căng hơn bình thường nhiều lần, và với cái sự đó thì cái lớp trung bì của da bị có cái sợi collagen với cái chức năng mà để đàn hồi cho làn da bị đứt gãy và nó xuất hiện những cái đường nứt ở trên da, và lâu ngày thì thành những cái đổi màu thành những màu khác nhau. Và những cái tổn thương này nếu mà chúng ta không có những biện pháp khắc phục thì những cái tổn thương đấy có những người phải để lại những vết sạn đó nó vĩnh viễn, và nó thấy rằng là trở thành một cái vấn đề rất là mất cái sự tự tin của người phụ nữ đứng trước đối với người nam giới hay là người ta không cảm thấy tự tin về hình thể của mình. Thì tôi nghĩ rằng là đó là cũng điều cũng rất tiếc ạ. Vâng, thật ra nói đến cái vấn đề dặn da thì chị em coi nó là kẻ thù không đội trời chung của nhan sắc cũng như là cái suy nghĩ của chúng ta đấy ạ. Vì là không biết là bác sĩ thì gặp những cái trường hợp bệnh nhân đến với mình thì họ đối diện với vấn đề dặn da ra sao, nặng cân hay là gầy quá thì còn có những cái hướng điều trị mà mình còn có ít nhất là mình có thể niềm tin hy vọng vào nó là mình làm được, chứ dặn da thì xem chừng là nó hơi mông lung, không biết là nó có hiệu quả như là mình mong muốn không. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi về việc là cái quá trình mang thai của chị em phụ nữ, tại sao phần lớn chị em rất là dễ bị dặn da? Trước cái tình trạng dặn da đó là cái tình trạng mô liên kết ở dưới da, mà chúng ta biết là mô liên kết để được tạo bởi collagen và sợi elastin giúp cho làn da đàn hồi và sự căng mịn. Và trong cái quá trình mà phát triển của thai nhi thì cái sự căng giãn quá mức của cái tình trạng da ở vùng bụng và gây tình trạng đứt gãy, tạo thành những cái vết lõm và cái tình trạng như những vết như là nhăng nhịt như cái cành cây. Như vậy thì trong trường hợp mà thường gặp nhất là chị em phụ nữ trong cái trường hợp tăng cân, nhưng ngược lại những trường hợp đột ngột mà giảm cân cũng có thể gặp phải trường hợp này, do cái sự chúng ta biết là da thì không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, làm cho cái sợi đàn hồi, trong đó là chúng ta phải kể tới cái sợi collagen và sợi elastin trong da, bị đứt gãy hoặc hư tổn dẫn đến tình trạng nứt rồi dạn da, đặc biệt là da bụng, da đùi, rồi da hông, rồi thậm chí là cả những phần ngực chúng ta cũng có thể gặp phải những tình trạng như vậy. Nếu mà chúng ta biết rằng là nếu mà ở những cái kích thước vòng 1 rồi là vòng 2 mà cơ thể săn chắc thì cái vòng 1 đầy đặn và nó vẫn căng tròn, mịn màng, thì ở những người mà khi mà cho em bé bú, đặc biệt là thời kỳ mang thai, thì có tình trạng với những vết dạn, thậm chí ở ngực, thậm chí ở bụng, thậm chí ở hông, thì thậm chí ở phần đùi. Và chúng ta biết là những cái tình trạng như vậy thì cũng rất mất thẩm mỹ, và
chị em chúng ta thì thường rất là lo lắng thấy cơ thể chúng ta thay đổi, và thay đổi theo cái chiều hướng là người ta tự từ một cái thân thể da rẻ hết sức mịn màng, hết sức đẹp mà trở thành những cái tổn thương ở trên da và nhìn rất mất thẩm mỹ. Vâng, nói đến cái vấn đề dặn da thì nhiều chị em ạ, trong đó có tôi, thưa bác sĩ, nhiều khi là đối diện với chuyện ấy, chúng tôi chọn lựa một cái cách an toàn cho bản thân mình, đó là làm sao mà mình không quá lộ liễu trước ánh sáng. Vì có vẻ như là thôi tắt đèn, nhà gỗ cũng như nhà tranh đúng không chị? Nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Thế thì tôi cho rằng đó cũng là một cách để mà chị em giấu đi cái sự tự ti của mình phần nào. Thế liệu rằng những cái vết dạn da đó, nếu mà nó lộ liễu ra, nếu mà nó đồng hành cùng với cuộc yêu, thì nó có thực sự là một cái trở ngại lớn không thưa chị? Vâng, chúng ta biết rằng là thực ra dạn da đấy thì có vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe không thì không ảnh hưởng đến sức khỏe. Có ảnh hưởng tới vấn đề tình dục không, với về tình dục không thì cũng không ảnh hưởng đến tình dục nhiều. Bởi vì cái vấn đề ham muốn tình dục nó phải phụ thuộc vào nội tiết tố, kèm theo những cảm xúc, cảm hứng, kèm theo tình cảm, cái sự yêu thương nó trào dâng. Và tôi nghĩ rằng tất cả những vấn đề này nó liên quan đến nhiều yếu tố, nhưng không chỉ đối dạn da. Tuy nhiên dạn da sẽ có ảnh hưởng, ví dụ như là trong mắt của người chồng hoặc là người bạn tình, mà chúng ta thấy rằng đối với người phụ nữ mà cơ thể cân đối mịn màng, với những vòng da vòng 1 căng tròn, rồi vòng 1 thì da thì mịn căng, không có tình trạng chảy xệ, những cái trường hợp mà mang thai, thai to, rồi những cái trường hợp mà thay đôi, đặc biệt là những trường hợp thay đôi và sấy, khi mà sinh em bé xong thì chúng ta thấy tình trạng rất là nặng nề, với những tình trạng tổn thương ở bụng, da rồi nó chảy xệ, rồi những cái vết dạn nhăn nhịt và rất là khó hồi phục nếu chúng ta không có cái sự chăm sóc sớm. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều mà làm cho người phụ nữ tổn thương và cảm thấy người ta mất tự tin trước cái ánh mắt của người nam giới. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là đối với người phụ nữ lúc đó, người ta cũng có thể có những người chọn cái phương án là làm thế nào đó không có ánh sáng để cho người ta không bị lộ tất cả những cái điều này. Đúng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là để mà tốt cho cái cuộc yêu của mình ấy, thì ánh sáng là một điều rất là cần thiết. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái việc làm thế nào để cho cải thiện cái việc cái vòng hai của mình, tôi nghĩ đó vẫn là giải pháp tốt hơn. Vâng. Thế nhưng mà chị em thì không phải ai khi phát hiện ra những cái biểu hiện dạn da cũng ngay lập tức đi tìm cách thức để mà chữa trị nó cũng như là hạn chế sự phát sinh của nó. Bởi một cái suy nghĩ tôi cho rằng nó cũng hợp lý khả quan thôi thưa bác sĩ. Một phần họ sẽ nghĩ rằng là chẳng biết được rằng là điều trị nó có hết thật không, hay là nó là cái quá trình lão hóa tự nhiên, đúng không ạ? Rất nhiều người nghĩ như thế. Cái thứ hai là nhiều chị em cũng không đủ kiên nhẫn thưa bác sĩ. Điều trị cái này tôi thấy nó cũng phải đòi hỏi một thời gian nhất định. Vậy thì phải chăng chính cái sự chậm trễ đó nó cũng sẽ là nguyên nhân khiến cho dạn da ngày càng gia tăng? Thực ra chúng ta biết rằng là cái quá trình dạn da hay gặp đối với trường hợp sau sinh chẳng hạn, hoặc là trong những trường hợp mang thai em bé, thì cũng thể mỗi người có thể dấu hiệu dạn thời điểm nó khác nhau. Có những người xuất hiện dạn rất là sớm, từ những tháng thứ tư, tháng năm, nhưng có những người thì xuất hiện dạn hơn, và có những người mức độ dạn nhiều hơn, nhưng cũng có người mức độ dạn ít hơn. Tuy nhiên ở những người thai to và đặc biệt là những người thai đôi thì cái mức độ dạn da này nhiều hơn cùng với sự chảy xệ trên làn da. Bên cạnh đó cái sự lão hóa thì tôi nghĩ cũng là một vấn đề để cho cái làn da chúng ta, cái vòng hai có thể mất đi cái sự căng mịn. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng là trong những cái trường hợp như vậy, ở những người mà mang thai, mà chúng ta biết là cái da của vòng hai chúng ta có cái sự biến đổi, có sự thay đổi nhiều ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái điều ở đây chúng ta phải gặp đấy là những cái nếp mà những cái da đó có thể có tình trạng như là những cái vết dạn từ màu nâu rồi màu đen rồi chuyển thành màu. Nếu mà chúng ta có cái sự phục hồi sớm bằng các cái tinh dầu hoặc là bằng các cái loại kem mà giúp cho phục hồi cái sự collagen và elastin thì bao giờ cái sự phục hồi nó sẽ sớm hơn. Nhưng nếu mà bạn để cái thời gian mà bạn dạn da đã quá 1 năm thì bao giờ cái sự hồi phục nó rất là khó. Do vậy có thể nói rằng là cái việc chăm sóc sớm mang lại hiệu quả cao hơn, đặc biệt là khi sinh em bé xong chúng ta cũng phải dành một chút thời gian cho bản thân và cho cái quá trình mà làm đẹp, hoặc là có mà dành một chút thời gian để cho chúng ta cân đối lại cuộc sống. Nếu chúng ta lại ít có cái sự san sẻ công việc và chúng ta lại không cả có cái việc chăm sóc bản thân, thì có để có thời gian nó trôi qua, đặc biệt là qua 1 năm, thì cái việc hồi phục đó có thể nói là rất khó khăn. Vâng.
Tôi thấy rằng hiện nay có một hoạt chất rất hay được sử dụng trong những cái loại thuốc Tây để mà hỗ trợ gọi là làm cho da nhanh lành hơn cũng như là để điều trị rạn da sau sinh mổ. Đó chính là corticoid. Vậy xin hỏi bác sĩ rằng việc lạm dụng corticoid thì có thể gây ra những cái hệ lụy gì ạ? Thực ra mà nói thì các cái corticoid thì nên là một thuốc chống viêm, mà thực ra đó một cái nghiên cứu corticoid này để tạo ra các cái chống viêm thì nó sử dụng trong cái trường hợp chống viêm ấy thì có rất nhiều các cái bệnh lý khác nhau, bệnh lý về da cũng thì sử dụng, bệnh lý về xương khớp cũng sử dụng rất là tốt các cái corticoid này. Tuy nhiên là trong những trường hợp mà sử dụng các corticoid nó có những cái tác dụng phụ và người ta không thể sử dụng thời gian nó dài được, và trong những trường hợp như vậy thì một số trường hợp người ta cần sở thiết sử dụng các cái corticoid phải cần có cái chỉ định của bác sĩ và có sự theo dõi của bác sĩ, và một điều là không dùng dài ngày, và bên cạnh đó là có rất nhiều tác dụng phụ. Do vậy mà cái thuốc corticoid thì nó có thể tác dụng chống viêm rất là tốt, làm cho làn da chúng ta mịn màng ngay, nhưng mà sau đó thì có thể có những tình trạng dị ứng về da chẳng hạn, hoặc là tình trạng giãn da, hoặc là tình trạng làn da chúng ta mỏng hơn, trở nên nhạy cảm hơn thì có thể tình trạng đó sẽ gặp phải và nó sẽ khó điều trị hơn. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là cái sự lựa chọn những cái thuốc từ tân dược so với cái lựa chọn từ các cái thành phần từ thảo dược, thì tôi nghĩ rằng những cái thành phần thảo dược từ xưa đến nay vẫn là cái sự lựa chọn ưu tiên, nó an toàn hơn, đặc biệt là trong một số những cái bệnh lý về da này. Vâng, vậy thì cụ thể là sẽ có những cái cách thức nào mà được sử dụng những cái loại hoạt chất từ thảo dược như vậy điều trị giúp rạn da nó trở nên khả quan hơn ạ? Chúng ta biết rằng là đối với cái tình trạng rạn da thì để giúp cho cải thiện làn da của mình thì phải duy trì một chế độ ăn, một chế độ sinh hoạt và về chế độ tập luyện. Cái điều này rất là cần thiết. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm như là thành phần từ thực phẩm chức năng như là Babonica, với những thành phần như là cao lá tre, rồi tinh chất của hạt hồng hoa, hoặc thành phần MSM, rồi thành phần của muối. Thì tất cả những cái thành phần này, đặc biệt là Babonica ấy, là thành phần chính của nó là dịch chiết lá tre, chứa cái hàm lượng rất là lớn silica và giúp cho xây dựng và tái tạo lại mô liên kết, và nó bổ sung cái lượng collagen thiếu hụt, và khi mà lượng collagen đầy đủ thì làm cho tăng cường cái sự đàn hồi trong làn da. Bên cạnh đó thì nó có một tác dụng nữa là chống oxy hóa và chống cái gốc tự do. Ngoài ra những thành phần muối thì có tác dụng dưỡng ẩm và giữ ẩm cho làn da, giúp cho làn da căng mịn. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là tất cả những cái thành phần của Babonica này người ta có thể sử dụng bằng hai phương pháp, một là trong uống và ngoài bôi. Dạ, tôi thấy bác sĩ có nhắc đến một cái chất nghe chừng là khá lạ, đó là cao lá tre. Vậy thì xin hỏi bác sĩ rằng cao lá tre là vị thuốc thế nào mà có tác dụng tốt trong việc cải thiện rạn da, cũng như là để mà làm cho cái tình trạng rạn da lâu năm nó sẽ được ổn hơn? Chúng ta biết là đối với cao, ở đấy là dịch chiết của lá tre, thì trong cái dịch chiết của lá tre, đây là một thành phần chúng ta biết là tre đối với cái người Việt Nam thì là một cái cây, cái loại mà thực vật rất là gần gũi đối với người Việt Nam. Tuy nhiên là trong cái dịch chiết của lá tre đấy thì nó chứa rất lớn một cái hàm lượng silica và giúp cho xây dựng và tái tạo lại mô liên kết, và nó bổ sung lượng collagen thiếu hụt, và do vậy chúng ta biết rằng là nó có tác dụng làm tăng cường cái sự đàn hồi cho làn da, và do vậy là những cái tổn thương ở trên da như là những vết rạn da được khắc phục rất là tốt. Tuy nhiên ở bên cạnh đó thì những thành phần nó còn có những thành phần chống oxy hóa, chống các gốc tự do, bởi vì mỗi cơ thể chúng ta mỗi một ngày qua đi, mỗi thời gian qua đi thì làn da của chúng ta kèm theo đó là cái sự lão hóa, do đó là những thành phần mà có những thành phần chống oxy hóa và chống gốc tự do, đây là một điều rất là tốt. Nó vừa giúp chống lão hóa và vừa làm cho làn da căng mịn và cải thiện các cái tình trạng da chảy xệ như nếp nhăn, rồi nám da, sạm da. Và tôi nghĩ rằng là cái việc này chúng ta phối hợp cả trong uống ngoài bôi thì bao giờ hiệu quả cũng sẽ cao hơn. Vâng, mặc dù rạn da thì không thể mất đi hoàn toàn, nhưng mà tôi thì cho rằng là những phương pháp chăm sóc làn da bị rạn hợp lý thì nó cũng sẽ giúp cho da của chúng ta nó trở nên là mịn màng và cái vết rạn nó cũng mờ đi ít nhiều. Vậy bác sĩ có thể chỉ cho chị em cách chăm sóc da sau sinh được không ạ? Chúng ta biết rằng là đối với cách chăm sóc da sau sinh thì chúng ta có một vấn đề là ngoài cái việc mà sử dụng các cái thực phẩm chức năng để giúp cho phục hồi làn da, thì bao giờ sau khi sinh hoặc là sau khi mà khi mà chúng ta mang thai em bé, chúng ta bao giờ cũng có quan niệm là một người phải ăn cho hai người, do vậy chúng ta phải ăn lượng thực phẩm gấp đôi lên để đảm bảo dinh dưỡng.
Tuy nhiên là nếu là những cái tháng đầu đấy thì cái lượng em bé rất là nhỏ và cái nhu cầu về dinh dưỡng không phải quá cao, và chúng ta biết là không phải cái nhu cầu tinh bột quá lớn, do vậy chúng ta cũng phải cung cấp một cái lượng tinh bột nó vừa phải để tránh cái tình trạng như là thừa cân béo phì. Cái điều thứ hai nữa là với những cái vấn đề, ngoài cái vấn đề chế độ ăn ra ấy, thì chúng ta cũng phải là một chế độ ăn và cân đối, và nên là khi mà chúng ta sinh em bé xong chúng ta cũng duy trì một chế độ sinh hoạt một cách khoa học, đặc biệt là duy trì một chế độ vận động, để cái điều này hỗ trợ rất là tốt. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên sử dụng những cái loại thảo dược, ví dụ như là cái sản phẩm thực phẩm chức năng như là Babonica với những thành phần từ cao lá tre, rồi tinh chất hạt hồng hoa, rồi các thành phần muối. Nó giúp cho tăng cường đàn hồi cho làn da và đồng thời còn giúp cho tăng cường khả năng giữ ẩm cho da, làm căng da và làm giảm các nếp nhăn và chống lão hóa cho làn da. Chúng ta nên là bao giờ đối thuốc từ thảo dược thì bao giờ cũng có cái quan niệm, y học cổ truyền cũng có quan niệm là trong uống ngoài bôi, và chúng ta phối hợp cả kem bôi từ bên ngoài cùng với uống từ bên trong và bổ sung cái lượng collagen thiếu hụt. Tôi nghĩ rằng cái điều này sẽ giúp cho cái hiệu quả đạt được cao hơn. Tuy nhiên là nếu chúng ta sử dụng muộn, để cái thời gian nó quá dài, ví dụ như bắt đầu dùng từ 8 tháng chẳng hạn, thì tình trạng nó quá muộn và như vậy thì cái hiệu quả sẽ rất thấp. Chúng ta nên dùng sớm và như vậy thì hiệu quả sẽ cao hơn. Dạ. Nhưng mà có một cái thắc mắc của chị em là ví dụ như chúng ta sinh lần một đúng không bác sĩ? Vâng. Và chúng ta bị dạn da rồi. Vâng. Mà thực ra những cái người có cơ địa dạn thì nó cũng rất dễ để mà bị dạn lại. Thì cái việc điều trị này chúng ta sẽ phải áp dụng lúc mà chúng ta sinh lần 1, xong lần 2 hoặc là lần 3 nữa thì chúng ta lại phải làm lại từ đầu, hay là chúng ta cần phải duy trì luôn cả một cái chế độ sinh hoạt ăn uống như thế để có thể giữ được một cái làn da căng tràn nhất có thể? Vấn đề dạn da có thể xảy ra rất sớm, từ ngay từ những cái lần mang thai em bé đầu tiên. Nếu chúng ta thừa cân quá nhiều hoặc là những tình trạng mà tăng cân một cách đột ngột thì có thể gây tình trạng dạn da ở cái thời kỳ này. Vâng. Tuy nhiên là sau khi sinh em bé xong thì chúng ta nên là làm thế nào để khắc phục, để sử dụng các cái thực phẩm chức năng để giúp cho làn da chúng ta phục hồi được tốt hơn, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên là bên cạnh cái sử dụng các thực phẩm chức năng rồi, chúng ta cứ ỉ lại vào thực phẩm chức năng mà chúng ta không duy trì một chế độ ăn cân đối và duy trì cân nặng lý tưởng, dần dần đưa về cân nặng lý tưởng, tránh thừa cân quá nhiều. Hoặc là chúng ta cũng dành một chút thời gian để chúng ta có tham gia phương pháp vận động để giúp cho cái sự cân đối, hoặc là cái sự tăng cường cái sự đàn hồi cho làn da, chúng ta chống lại cái sự bền bỉ cho cơ thể. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà lấy lại vóc dáng bằng cái phương pháp là tập luyện cũng là mang lại cái hiệu ích rất là tốt. Do vậy tôi nghĩ rằng chúng ta vừa sử dụng các cái kem để dưỡng lại để hoặc là các cái đường uống để bảo vệ và là tăng cường cái đàn hồi cho làn da bằng các cái tinh chất từ lá tre rồi hạt hồng hoa, thì cái việc điều chỉnh chế độ ăn để tránh thừa cân béo phì và duy trì chế độ vận động đóng góp một phần không nhỏ trong cái việc mà chúng ta thành công trong cái việc mà sinh em bé xong mà vẫn giữ được vóc dáng của mình. Điều đó chứng tỏ là tại sao có hai người phụ nữ mà một người phụ nữ sau khi sinh em bé xong có thể nói rằng vùng bụng hoặc tất cả những cái cơ thể người ta cũng hoàn toàn bình thường, người ta cũng không có cái dấu tích, có những người không có dấu tích của khi mà đã sinh em bé, hoàn toàn da căng mịn, nhưng cũng có những người những làn da chúng ta thấy rất là tệ. Và do vậy tôi nghĩ rằng cái việc chăm sóc sớm, duy trì một chế độ ăn, chế độ sinh hoạt khoa học thì mang lại một cái hiệu quả bao giờ cũng cao hơn. Dạ. Có thêm một cái thắc mắc nữa, đó là phải chăng những người mà có cơ địa dạn da thì cũng đồng nghĩa với việc là do làn da nó không khỏe và nó khó lành nên nó cũng sẽ dễ sẹo, thì để lại dấu vết, thậm chí là sẹo lồi nhiều hơn ạ? Thực ra tôi nghĩ rằng là đối với tình trạng dạn da rồi dẫn đến tình trạng sẹo lồi thì không có nhiều. Đối với tổn thương, ví dụ như là những cái tổn thương ở trên da như là hay những cái mụn nhọt mà ở những người có cái cơ địa sẹo lồi, hoặc là những cái vết cắt do những vết thương hở chẳng hạn, thì những cái tổn thương này ở những người có cơ địa sẹo lồi thì rất dễ mắc. Tuy nhiên là những cái người mà dạn da mà nếu mà chúng ta có cái cơ địa của chúng ta, da chúng ta dễ bị dạn hơn, mà chúng ta lại không kiểm soát cân nặng vì bất cứ lý do nào đó, không phải riêng đối với phụ nữ sau khi sinh em bé đâu ạ,
phụ nữ sau khi sinh em bé thì là đối tượng tất nhiên rồi. Tuy nhiên là bên cạnh đó còn những đối tượng khác nữa, ví dụ như những người tăng cân quá nhanh, những người giảm cân quá nhanh một cách đột ngột, thì tất cả những cái điều này làm cho làn da chúng ta không kịp đàn hồi đáp ứng lại đối với cái sự thay đổi đối với cơ thể, trọng lượng của cơ thể. Thì tất cả này cũng để giúp, cũng có thể làm cho cái làn da chúng ta xuống cấp và có tình trạng tổn thương ở trên da. Do vậy tôi nghĩ rằng là muốn tăng cân, chúng ta cũng nên tăng cân một cách vừa thích hợp để cho cơ thể chúng ta thích ứng, và khi giảm cân cũng tương tự như vậy. Vâng, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là điều trị dạn da lâu năm giúp chị em tìm lại sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Phải chăng, tôi chỉ đặt ra một cái giả thiết thôi, là với những chị em mà có cơ địa dạn da này, rồi cái cơ địa cơ thể sau khi sinh nó thay đổi rất là nhiều, thì nó cũng sẽ tác động đến cả cái nhu cầu tình dục cũng như là cái cảm xúc tình dục ạ? Vấn đề này có thể có chị, nhiều chị em mắc phải. Dạ. Tuy nhiên là cái cơ địa dạn da mà nếu ở những người tăng cân quá nhanh sẽ khác, dạn da ở những người mà sau khi sinh em bé thế khác, sau khi sinh em bé xong thì có sự thay đổi về nội tiết tố và có thể suy giảm cái nội tiết tố. Và có thể giai đoạn này có thể có những dấu hiệu, đặc biệt ở một số người như thể đặt vòng hoặc là sử dụng các biện pháp tránh thai thì cũng có thể gây tình trạng mà giảm ham muốn tình dục ở trong cái giai đoạn này. Cái vấn đề mà cái nhu cầu về tình dục, cái sự ham muốn về tình dục đấy nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố từ tình cảm, từ sự yêu thương, từ sự yêu mến. Ngoài cái đó ra thì cái vấn đề là các cái nội tiết tố đóng vai trò không nhỏ, quan trọng, quyết định cái vấn đề này. Nhưng nếu là và nội tiết tố chúng ta không thay đổi thì cái tình trạng đó nó sẽ khác. Nhưng nếu nội tiết tố chúng ta giảm đi và thay đổi thì tất nhiên là sẽ giảm ham muốn về tình dục. Do vậy mà tôi nghĩ rằng làm thế nào để giúp cho cái cân bằng nội tiết tố cũng là một yếu tố ạ. Quả thật đó cũng là một cái việc mà chị em cần phải quan tâm. Và như bác sĩ có nói là càng sớm thì càng tốt. Thì bác sĩ sẽ có cái lời nhắn nhủ gì dành cho chị em để chúng ta có thể luôn luôn giữ được một cái làn da căng tràn sức sống nhất ạ? Tôi nghĩ rằng là vấn đề dạn da để gặp phải những vấn đề sau phụ nữ sau khi sinh, và có thể dạn da ở những người tăng cân quá nhanh, cũng có thể dạn da xảy ra ở những người giảm cân quá nhanh. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên đối với bất phụ nữ hay bất cứ một người nào đó thì trong các nhiều chương trình y tế bao giờ các bác sĩ cũng lời khuyên là chúng ta nên duy trì một chế độ ăn cân đối đủ 4 nhóm đạm, mỡ, đường, và ưu tiên ăn nhiều các cái rau xanh cứ cung cấp thành phần vitamin và hoa quả và các sinh tố. Tuy nhiên là chúng ta nghĩ rằng là từ những rau xanh ấy, chúng ta nên ưu tiên là ăn luộc hơn là ăn xào, và cũng giảm bớt những cái mỡ từ động vật và chế độ ăn một cách lành mạnh. Và thứ hai nữa là chúng ta ăn như thế nào đó để làm thế nào đó để duy trì hướng về tới là cái cân nặng lý tưởng. Như vậy thì chúng ta tránh cái thừa cân béo phì. Thừa cân béo phì chúng ta biết là một cái tình trạng mà có thể gặp tại nhiều gặp bệnh lý khác nhau gây ra. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà duy trì chế độ ăn, chế độ sinh hoạt đóng một vai trò rất là quan trọng. Một cái điều nữa là do cái tình trạng mà những người mà suy giảm nội tiết tố chẳng hạn, vì một lý do nào đó người ta phải cắt bỏ những cái cơ quan, ví dụ như tử cung, buồng trứng, vì lý do nào đó mà người ta có thể vào những cái giai đoạn mà ví dụ như là sau khi sinh em bé, hoặc là ví dụ như là ở những người mà là tiền mãn kinh, giai đoạn mãn kinh, thì tất cả những người này có thể ảnh hưởng đến nội tiết, thì chúng ta cũng nên lựa chọn cái những phương pháp nào đó để bổ sung nội tiết tố một cách an toàn, hoặc là nếu không phải sử dụng các cái đơn theo cái sự chỉ dẫn và giám sát của bác sĩ. Vâng. Tôi nghĩ rằng cái điều này đóng vai trò rất là quan trọng. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ cũng như là những cái quá trình chuẩn bị cho việc là đi cùng với thời gian mà vẫn mong muốn là được khỏe đẹp, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.